Chuyện thằng Quân. Năm ngoái, lúc tìm đơn vị thi công cho villa để Tony ở quận 9, có anh bạn giới thiệu Tony đến một công ty xây dựng của nước ngoài. Vì anh nói chi phí làm cao hơn một chút, nhưng không có phát sinh nhiều tiền hay trễ hạn. Bạn nào xây nhà rồi thì biết, chủ thầu cứ dự toán 200 triệu thì lúc xong sẽ thành 300 triệu. Dự kiến 6 tháng xong chứ phải 1 năm. Dù họ đã xây nhiều nhà, nhưng không hiểu sao không rút kinh nghiệm, cứ bị vậy hoài. Bữa đó, gia tiếp Tony là một cậu còn trẻ tên Quân, thấy ghi trên danh thiếp là trưởng phòng. Tony ngạc nhiên, vì ngành này mà lên chức trưởng phòng thường là phải lớn tuổi. Hỏi ra mới biết là nó trọ ở gần chung cư Tony, nên Tony rủ qua nhậu vào cuối tuần với nhóm bạn bè của mình. Nó kể, em mới học xong lớp 9, nghỉ học ở nhà phụ bố làm cửa sắt trên thị trấn Bắc Hà. Sau đó học trung cấp nghề ở Lào Cai, ngành xây dựng dân dụng, vừa học vừa làm, tốt nghiệp cấp 3 hệ bổ túc. Sau đó vô Sài Gòn, em vừa đi phụ hồ, vừa tranh thủ học ngành xây dựng ở một cao đẳng dân lập trên Gò Vấp. Tình cờ em đọc một câu trong một cuốn sách, đại ý là đời người chỉ có một lần sống trên trái đất, nên đi đây đi đó ra thế giới bên ngoài cho biết. Thế là em lao vào học ngoại ngữ như điên, dù mấy lần bỏ cuộc vì bị ngọc L, N, R, G, CH hay TR. Ban ngày đứng dưới nắng nóng làm việc, tối đến chỉ muốn lăn ra ngủ, nhưng ý chí của một người còn trẻ lại bùng lên. Em lại lóc cóc đến trung tâm và về nhà tự học đến khuya. Rồi có lần em thấy công ty này quảng cáo tuyển nhân viên, em nộp đơn và được nhận vào làm. Ông sếp Tây nói, mày học gì không quan trọng, quan trọng là mày có cái gì trong đầu. Đúng 6 tháng sau, em được lên làm trưởng phòng, chỉ huy cả mấy chục đứa, có cả kỹ sư tốt nghiệp từ các đại học lớn. Nó nói em 5 giờ sáng đã ngủ dậy, tập thể dục rồi đi làm sớm nhất công ty, lên dọn dẹp giấy tờ của mình và của các bạn trong phòng, coi các file trên máy tính, cái nào không xài thì xóa, dọn dẹp máy tính cũng như dọn dẹp nhà ở vậy. Rồi thậm chí phụ chị lau công lau chùi toilet, hút bụi, lau kính trên cao chỗ chị ấy với tay không tới. Trong lúc làm việc, em ngồi viết ra các việc phải làm, nên chiều khi đóng máy tính thì mọi việc đều đã giải quyết, hoặc em đã nắm được tiến độ là đang tới đâu để mai vô xử lý tiếp. Buổi tối, em nán ở lại một tiếng hướng dẫn các bạn mới vào hay nhóm sinh viên thực tập. Mình hướng dẫn các bạn, mình cũng ôn lại kiến thức và nhiều cái mới các bạn phản biện, mình sẽ tìm hiểu thêm. Nên lúc họp với sếp lớn bên nước ngoài qua, nhiều kỹ sư tốt nghiệp bách khoa xây dựng nhưng nghe tiếng Anh lõm bõm hoặc không cập nhật kiến thức mới, em phải dịch lại cho hiểu sát nghĩa. Trong các lần tranh luận, em đều có căn cứ và lập luận rõ ràng đưa ra để mọi người tâm phục khẩu phục, dù em chỉ có cái bằng cao đẳng nghề gì đó thôi, chứ không phải là kỹ sư hàn lâm. Tụi kỹ sư kia đầu tiên cũng coi thường em, nhưng riết thấy em tử tế và hiểu biết nên đành im lặng. Có bữa Tony sang nhà trọ rủ nó đi uống cà phê. Nhà trọ của nó nằm sâu bên trong hẻm, nó ở chung với 3 đứa nữa. Tony vô thấy nó đang hì hục lau quạt trần, tivi, bàn ghế gì đều sạch như mới. Nó nói, ba đứa kia lạc biếng lắm, nói dọn dẹp làm gì, vì đây là nhà trọ. Nhưng nhà trọ cũng là nhà,
chỗ mình ở phải sạch sẽ tinh tươm, mình hưởng chứ ai hưởng. Tony nói đúng, thể loại làm biếng thì nhà trọ nó không lau đã đành, cho nó cái biệt thự nó cũng không thèm lau luôn. Nó nói, em ngồi quan sát miết, cứ có góc nào trống là em thiết kế một cái gì đó, có khi chỉ là một cái kệ để bình hoa cho đẹp. Tối nào nếu không gặp khách, nó cũng tự nấu ăn, rồi đi tập thể dục, chạy bộ ở trung tâm thể hình, xong về ngồi đọc anh văn hay đọc sách đến khuya, chỉ đi chơi với bạn bè vào tối thứ bảy hay sáng chủ nhật, còn lại thời gian là đầu tư cho trí tuệ và sức khỏe. Nhìn nó sống rất văn minh, trên tường là kệ sách có nhiều sách chuyên môn lẫn sách văn học, tranh thủ đọc vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tony mở coi thì bao nhiêu sách kinh điển như Đỏ và Đen, Hãy để ngày ấy lụi tàn, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Nhà giả kim, Quốc gia khởi nghiệp, thậm chí có cả cuốn Những tấm lòng cao cả. Tony thấy thằng này còn trẻ mà đọc sách văn học nhiều như vậy, là đứa hay ho đẳng cấp đây, nên đồng ý cho đi theo rót rượu trong các cuộc nhậu với nhóm bạn. Tony cũng hay gọi nó qua sử dụng ống nước hay bắt lại điện đóm trong nhà. Nó tranh thủ mang bộ đồ nghề qua làm liền. Làm xong nó dọn dẹp hút bụi lau sạch như mới. Tony gửi tiền nhưng nó không lấy. Vì thế cả nhà Tony ai cũng mến. Nó thích ngồi nhậu với đám bạn Tony vì thấy ai cũng thành đạt, có sự nghiệp riêng ổn định, bạn nào cũng có gia đình riêng bé nhỏ và thường xuyên gặp gỡ giúp đỡ nhau. Cuộc rượu cuộc trà nào cũng toàn đàm đạo chuyện văn thơ, không bao giờ bàn chuyện chính sự hay làm ăn gì cả. Dù kẻ bán phân, người sản xuất nhung nhựa, kẻ bán phấn đưa hương, chứ không phải là văn nghệ sĩ. Nó nói, nhóm bạn của anh theo em là nhóm tao nhân mặc khách, chứ không có xôi thịt như nhiều trọc phú bây giờ. Nó ngưỡng mộ lắm, nói các anh giúp em thiết kế cuộc đời đi. Mình nói, dù em có thiết kế cuộc đời hay không thiết kế, anh tin là em sẽ hạnh phúc và thành công. Vì em có nhiệt tình, em có trí tuệ, em có sự chăm chỉ, và quan trọng nhất là em được lòng mọi người. Và sự chân thành của em xuất phát từ tâm sáng. Tụi anh lăn lộn trên thương trường mười mấy năm nên nhận biết dễ dàng. Giữa một đứa mồm mép và đứa thật lòng, tụi anh nói chuyện ba nốt nhạc là phát hiện ra. Mình cho nó bảy câu hỏi, kêu về suy nghĩ trả lời bữa sau mình thảo luận. Thứ nhất là The Mission of Life, tức là sứ mạng cuộc đời bạn là gì. Sứ mạng ở đây là mày muốn tương lai mày ra sao, một ông chủ, một quán bánh bèo, một người lãnh đạo ở một tập đoàn, hay một giáo viên, một linh mục, một nhà hoạt động xã hội, hay đơn thuần chỉ là một người đàn ông có một gia đình bé nhỏ, hay thành cái ông gì đó mà mình mong ước. Nó về suy nghĩ ba hôm. Bữa sau, nó đem qua cho Tony một con gà quay, dắt theo một cô bạn xinh xắn tên Loan. Ba chấm. Còn tiếp nhưng Tony mệt nên không kể nữa.